Sức tàn phá khủng khiếp cơn bão số 3 càn quét qua Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Từ trưa đến tối nay mùng 7 tháng 9, cơn bão đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và ven biển Bắc Bộ, sau đó tiến sâu vào đất liền đi qua các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình. Dưới đây là một số hình ảnh, clip tổng hợp sức tàn phá của cơn bão tại những nơi đi qua. Theo quan sát, siêu bão Jazi, bão số 3 càn quét qua Hải Phòng đã làm nhiều cây to bị bật gốc, đổ gãy, nhiều nhà bị bay mái tôn, cửa kính bị vỡ. Một cần cầu của một dự án đang thi công trên đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng bị gãy đổ. Chiều tối nay, lực lượng chức năng thành phố đang khẩn trương xử lý những cây đổ gãy ngang đường, khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đó, bão số 3, bão Jazi đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh gây mưa lớn, gió giật mạnh. Đến 15 giờ 20 chiều nay, bão vẫn đang rất mạnh gây mưa to, gió lớn. Bão số 3 cũng quật đổ nhiều cây xanh ở thành phố Hạ Long, nhiều mái tôn của nhà dân, công sở bị thổi bay. Trên các tuyến đường nhiều cây xanh bị đổ gãy ra đường nên không thể đi lại. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Hiện, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương vẫn đang túc trực và chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với bão số 3. Di chuyển vào khu vực cầu Mỹ. Đây là một khu vực cũng đã khuất nhưng mà tuy nhiên bị ảnh hưởng rất là lớn.
mình mà ra Âu Cảng thì có làm sao? Thế thì ra xem tàu về như nào. Chế đổ này đi luôn rồi. Chặn được rồi. Như đầu. Đổ cái điện luôn. Ui đổ, ui đổ, ui đổ, ui đổ, ui đổ. Ui đổ, ui đổ. Đổ cái rồi. Cũng là tình báo này. Ui đổ rồi, đấy là đổ rồi. Đấy, đổ hết căn nhà. Bốn xung quanh cây ở trong nhà đổ hết rồi. Đây. Không còn cái gì để tan tác tác hết được. Tan tác chiếm buồng. Khó lắm. Đây biển xanh cái cổng nhà báo. Ôi đổ rồi thôi mày. Đổ rồi, đổ rồi. Đổ rồi. Còn tại thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông từ chiều mùng 7 tháng 9, có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật tới cấp 9, cấp 10. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội bị đổ gãy. Gió mạnh khiến nhiều người điều khiển phương tiện trên đường gặp khó khăn, nguy hiểm khi di chuyển.
hào.